sau em ở với hậu. Cao tốc em ở với cả bây giờ là em lại ở với anh Mạnh đúng không? Vâng, như chiều nay thì là thằng hậu nó lên mà nó không ở với mình để em với thằng hậu ra đấy. Chiều nay cứ để em một mình để chiều nay ban luôn hết. Em ơi, em không mở, em ở với Mạnh. Về sau em cảm ơn nhé. Lâm Anh Quang, Lâm Anh Quang. Chào chứ, em chào lại ạ. Đấy, cười và hình nó mới đẹp, chả hiểu gì.